Xin chào các bạn đã quay lại với kênh xe máy Hiếu Thành Phát. Mình là Hồng Nhung. Hôm nay thay vì review về những dòng xe phân khúc Hyper Underbond thì Nhung sẽ giới thiệu về hai cái mẫu xe nó mang phong cách thể thao và cũng đang được rất nhiều bạn trẻ săn đón. Và đây là chiếc MX King được nhập nguyên con từ Indo. Màu này là màu đỏ xám và cũng là màu đặc biệt của 2020 luôn. Cũng đang được rất nhiều các bạn trẻ mà ưa chuộng á. Cái chiếc MX King này rất phù hợp cho những bạn nào mà có thích đi đường dài phượt xa, rất là phù hợp luôn ha. Và cái bản màu này, màu đặc biệt này bên Nhung đang bán với giá là 44 triệu đồng. Các bạn chỉ cần trả trước cho bên Nhung là khoảng 7 triệu đồng là được rồi ha. Còn bên tay phải của Nhung đó chính là chiếc Winner X. Bản này cũng là bản đặc biệt luôn. Màu này là màu đen đỏ trắng xanh và nhiều bạn khác có gọi với cái tên khác, đó chính là phiên bản đường đua. Nó mang phong cách rất là thể thao nha, được kết hợp màu sắc rất là ăn ý, nổi bật lên con xe của mình ha, trẻ trung và năng động. Nó cũng rất phù hợp cho những bạn nào thích phượt đường dài luôn. Và cái bản Winner X này bên Nhung đang bán với giá là 41 triệu đồng. Các bạn chỉ cần trả trước cho bên Nhung là khoảng 6 đến 7 triệu đồng là được rồi ha. Và thủ tục trả góp thì lên hồ sơ ngân hàng sẽ tính cho các bạn là mỗi tháng góp bao nhiêu. Hồ sơ trả góp rất là đơn giản luôn, chỉ cần chứng minh bằng lái hoặc chứng minh hộ khẩu là được rồi. Và những bạn nào mà ở xa thì bên Nhung có hỗ trợ chi phí xăng đi lại cho các bạn nữa. Những bạn nào mà không biết đường đi thì có thể tới cổng khu du lịch Đại Nam, nhân viên bên Nhung sẽ ra đón các bạn ha. Và địa chỉ của cửa hàng Nhung là nằm ở khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, Bình Dương. Bạn nào mà có muốn biết thêm chi tiết về xe và thắc mắc về xe thì cứ inbox trực tiếp cho Nhung hoặc gọi trực tiếp vào số điện thoại của Nhung là 0353 545 958. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Nhung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.